Chào mừng các bạn đã đến với bản tin bóng đá ngày hôm nay của bóng đá 24.vn. Nếu thấy video này hay, hãy like, share, subscribe để ủng hộ cho chúng mình nha. Man United đón nhận tin cực vui về Cavani. Cách đây mấy ngày, tờ Mundo Deportivo của Tây Ban Nha tiết lộ Cavani quyết định chia tay Man United vào cuối mùa này để đầu quân cho Boca Juniors tại giải vô địch quốc gia Argentina. Câu lạc bộ của Argentina tự tin có được sự phục vụ của Cavani bởi chính anh từng tiết lộ mong muốn quay lại Nam Mỹ thi đấu trong những năm cuối sự nghiệp. Nếu để Cavani ra đi, Man United có thể sẽ phải chi ra tới 100 triệu bảng để tìm một người thay thế xứng tầm với anh. Chính vì thế, nhiệm vụ hàng đầu của Solskjaer bây giờ là phải giữ chân bằng được tiền đạo người Uruguay. Và dường như, chiến lược gia người Na Uy đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Theo ấn bản tiếng Tây Ban Nha của ESPN, cho biết Cavani đã đưa ra quyết định về tương lai của mình. Theo đó, tiền đạo người Uruguay sẽ gia hạn thêm một năm hợp đồng nữa với Man United và thông báo chính thức sẽ được đưa ra trong vài ngày tới. Ăn thẻ đỏ ở trận thua Granada, huấn luyện viên Koeman một mực kêu oan. Phút 64, một phút sau khi Madrid ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Granada, huấn luyện viên Koeman đã bị trọng tài chính Paulo Gonzalez phạt thẻ đỏ trực tiếp. Nhà cầm quân người Hà Lan bị truất quyền chỉ đạo vì xúc phạm trọng tài thứ tư. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận đấu tại Nou Camp, vị thuyền trưởng Barca lên tiếng phân trần: "Thật không thể hiểu nổi, tôi chẳng nói gì, cũng không xúc phạm trọng tài thứ tư. Ông ấy thậm chí còn chẳng tôn trọng khi nói chuyện với tôi. Tôi không sai. Theo báo cáo của trọng tài, tôi đã xúc phạm trọng tài thứ tư. Nhưng sự thật không phải như vậy. Tôi không biết điều này. Việc bị cấm chỉ đạo ở chuyến làm khách Valencia ở vòng đấu 34 có ảnh hưởng đến đội bóng không, nhưng nó ảnh hưởng đến tôi. Nếu xúc phạm trọng tài, tôi chấp nhận án phạt, nhưng tôi không hề làm điều đó." Nhà cầm quân người Hà Lan tái khẳng định. Le Boeuf chỉ ra sao Chelsea được Thomas Tuchel bảo kê. Timo Werner một lần nữa bị chỉ trích sau trận hòa 1-1 giữa Real Madrid và Chelsea mới đây. Ở thời gian đầu trận, anh đã bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn để có thể mang về bàn thắng cho đội nhà, khiến The Blues mất cơ hội giành chiến thắng. Cựu danh thủ Frank Lebeuf tin rằng tiền đạo người Đức đã được giữ lại trong đội hình xuất phát của Chelsea bởi sự xuất hiện của huấn luyện viên đồng hương Thomas Tuchel. "Tôi nghĩ Werner hiện nay đang rất may mắn khi có Tuchel làm huấn luyện viên, bởi vì tôi không chắc cậu ấy sẽ có thể tiếp tục được đá chính." Dù vậy, Lebeuf vẫn đánh giá cao những tố chất của Timo Werner. "Đừng quên rằng cậu ấy đã có một khởi đầu mùa giải rất tốt khi Kai Havertz không thể ghi bàn và Hakim Ziyech chấn thương. Chúng ta đã may mắn có Werner." Emini bảo vệ Arteta trước chỉ trích chọn đội hình sai lầm. Arteta đã lựa chọn Smith Rowe đá chính trong vai trò số 9 ảo ở trận bán kết lượt đi Europa League. Đây cũng là lần đầu tiên mà sao trẻ 20 tuổi thi đấu ở vị trí đó trong mùa giải này. Quyết định này của Arteta đến trong bối cảnh Lacazette gặp phải chấn thương đùi, trong khi Aubameyang cũng chỉ mới trở lại sau cơn sốt rét. Mặc dù vậy, Arteta phải nhận nhiều chỉ trích vì để Martinelli dự bị. Cầu thủ người Brazil chỉ được ra sân trong hiệp 2 khi Arsenal đã để thua 0-2. Sự góp mặt của Martinelli giúp cho Arsenal chơi tốt hơn và Nicolas Pepe đã gỡ một bàn cho pháo thủ từ chấm phạt đền. Tuy nhiên, Emery vẫn cho rằng quyết định sử dụng một đội hình không có tiền đạo của Arteta là điều mà ông có thể đoán được từ trước. "Tôi không phải là ai để có thể đặt dấu hỏi cho quyết định của Arteta. Chúng tôi đã có ý tưởng từ đầu rằng họ sẽ sử dụng một đội hình xuất phát này. Họ có một vài cầu thủ dính chấn thương. Aubameyang đã không được ra sân một thời gian, nên tôi nghĩ đội hình này là bình thường. Đội hình xuất phát của Arsenal là điều mà ít nhiều chúng tôi cũng đoán được." Mendy tiết lộ điều bất ngờ tại Chelsea. Cầu thủ người Senegal gia nhập Chelsea vào tháng 9 khi cựu huấn luyện viên Frank Lampard tìm cách gia cố vị trí thủ môn sau những sai lầm liên tiếp của Kepa. Thủ môn người Senegal đã nhanh chóng chứng minh được bản thân khi thi đấu 38 trận và có tới 22 lần giữ sạch lưới. Anh sánh ngang với thủ thành huyền thoại Petr Cech khi giữ sạch lưới 7 trận trong 10 trận đầu tiên. Dù tuyển thủ người Senegal đã có màn ra mắt ấn tượng, nhưng anh cũng thừa nhận mình gặp bất ngờ về cường độ thi đấu tại Anh. Mendy nói trên trang chủ của Chelsea: "Cường độ tại đây cao hơn nhiều so với ở Pháp. Khi tôi xem các trận đấu ở Premier League, tôi đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng khi bạn ở đây, nó thực sự khác với những gì mà bạn tưởng tượng. So với Pháp, cường độ thi đấu mỗi trận đấu ở Anh đều rất cao, nhưng tôi thích điều đó và nó không ảnh hưởng đến tôi. Ngoài ra, trong tháng 12, bạn cũng phải gắng sức để thi đấu. Đó là một trải nghiệm thú vị."
Manchester United làm lên lịch sử ở Cúp châu Âu. Bất chấp những nỗ lực của Lorenzo Pellegrini và Edin Dzeko trong hiệp 1, AS Roma vẫn không thoát khỏi một kết quả thảm bại. Màn trình diễn ấn tượng trong hiệp 2 đã giúp United ngược dòng và hủy diệt đại diện Serie A với tỷ số 6-2. Thống kê từ Opta chỉ ra rằng Manchester United là đội bóng đầu tiên ghi được 6 bàn thắng trong một trận đấu bán kết ở Cúp châu Âu trong vòng 57 năm trở lại đây. Vào tháng 5 năm 1964, Real Madrid đã từng làm được điều này và đăng quang European Cup, giải đấu tiền thân của UEFA Champions League. Màn trình diễn chói sáng của Bruno Fernandes, Edinson Cavani hay Paul Pogba cho thấy MU xứng đáng là ứng cử viên số 1 cho ngôi vương Europa League mùa giải năm nay. Đây sẽ là một danh hiệu giúp cho United tránh một mùa giải trắng tay.